Xác định việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống giao thông, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông và xem đây là khâu đột phá quan trọng để tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững. Là một trong những tuyến đường giao thông quan trọng kết nối thành phố Vĩnh Long với thị trấn Vũng Liêm, đi qua tuyến công nghiệp Cổ Chiên, khu di sản đương đại Mang Thích và khu công nghiệp An Định, cụm công nghiệp Quế An trong tương lai. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư trên 700 tỷ đồng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 902 theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với nền đường rộng 9m. Đến nay, hơn 20 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông, giao lưu hàng hóa và địa phương thu hút mời gọi đầu tư. Con đường này thì trước đây nó hẹp, mà nó gồ ghề, nó khó là đi. Thì dân người ta thì giao lưu mua bán hàng hóa nó rất là khó khăn. Từ khi mà nhà nước đầu tư vô làm cái con đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái việc mà giao lưu hàng hóa để rồi mua bán, mình đưa rước con em nó đi học rất là dễ dàng. Xác định việc hoàn thiện hệ thống giao thông có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cho nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung triển khai chương trình hành động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đầu tư trên 8.479 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. Trong đó phân bổ trên 3.000 tỷ đồng phát triển hệ thống giao thông. Nhờ vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng mới và cải tạo trên 241 km cầu đường giao thông, đạt gần 52% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với việc quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông, tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 1.940 km đường ô tô với 5 tuyến quốc lộ dài 144 km, 10 tuyến đường tỉnh chiều dài 296 km, 180 km đường đô thị, gần 600 km đường huyện. 100% xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, các ấp đều có đường dân sinh đảm bảo lưu thông thuận tiện và trên 70% xã đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, nguồn vốn đầu tư xây dựng là rất là lớn. Do đó thì tỉnh đã bố trí nhiều cái nguồn vốn, trong đó là ngoài nguồn vốn mà của tỉnh thì cũng có được cái nguồn vốn của trung ương hỗ trợ. Ngoài đó thì ban lý dự án cũng tranh thủ các nguồn vốn phía bên ngoài, cụ thể là như là vốn của đài phát thanh truyền hình, vốn của sổ số kiến thiết để đầu tư và phát triển cái hạ tầng giao thông nhằm mục đích là phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, trong những năm gần đây, nhiều dự án giao thông trọng điểm đã được Bộ Giao thông Vận tải đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, như dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đã góp phần giúp tỉnh Vĩnh Long thuận lợi hơn trong liên kết vùng, thu hút mời gọi đầu tư, giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Để Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, thì tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh sẽ tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo huy động các cái nguồn vốn để chúng ta tập trung đầu tư và nâng cấp cái mạng lưới giao thông một cách đồng bộ, đúng theo quy hoạch, để tạo thuận lợi cho việc thông suốt liên hoàn ở trong nội bộ tỉnh cũng như là đối với hệ thống giao thông ở trong khu vực. Tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông và thực hiện tốt các chính sách trong thu hút đầu tư sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Vĩnh Long thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời tạo động lực để tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.